Rồi anh để tạm ở đó đi. Dạ. Cảm ơn anh. Mày Lâm. Ủa anh Kiệt. À, anh để đó đi. Dạ. Anh Kiệt. Anh mới nhận được tin là chạy tới liền. Anh xin lỗi vì đã không đến kịp để phụ em dọn đồ. Không có gì đâu, đồ ít mà. Thằng Minh nó nhắn với anh là nhớ em nhiều lắm. Anh lên biên giới rồi hả? Nó vẫn đang nằm vùng trong kho, đợi lệnh xuất phát. Đơn vị nói là tình hình có nhiều chuyển biến phức tạp, cho nên cho đòi em về để làm công tác phân tích. Anh cũng nghĩ như vậy. Em về làm công tác đó, nó sẽ an toàn cho em hơn. Tên Trương hùng xảo quyệt, không biết muốn gì mà tới giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện nữa. Tình hình bây giờ đang rất là căng thẳng. Chuyến hàng này rất là lớn. Thằng Minh nó bàn với anh là bằng mọi giá phải phá hủy chuyến hàng này để bắt buộc Trương Hùng phải ra mặt. Em hy vọng là vậy. Cũng mấy năm rồi, nếu không được thì uổng cuộc đời con người lắm. Anh cũng nghĩ như vậy. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, có được bao nhiêu năm đâu. Nhất là những người làm công tác như tụi mình. Anh Kiệt. Ủa? Chị Kiều bị sốc thuốc. Ai biểu mày đưa thuốc cho nó cắn? Em có đưa thuốc cho bà cắn đâu, mà không biết tại sao bà có thuốc cắn nữa. Mày phải đưa Kiều đi cai nghiện thôi. Hả? Không được đâu. Đi vô trỏng là 4-5 năm mới về đó. Với lại ở trỏng có nhiều người bị nhiễm HIV lắm. Em sợ. Nếu như vậy thì cho cai nghiện tại gia đi. Đau đớn một chút, nhưng được cái là cắt cơn nhanh. Nhưng mà phải có người chăm sóc. Ờ, cái đó để em lo cho. Nhưng mà em đâu có nhà đâu, cũng không có tiền nữa. Với lại đâu biết cách cắt cơn nghiện sao đâu. Mày dạ. Hay quá ha. Không biết gì hết, không có tiền, không có nhà cửa, không có gì cả, mày đặt xung phong. Hay là chị kiếm người để dạy cho em nha. Còn nhà này chị không trả nữa, để lại cho em. Vậy thì tốt rồi. Thôi em đi nha. Đi đâu? Thì đi rước Kiều, với lại dọn đồ qua luôn. À, đi rước Kiều. Thì chị Kiều. Gì chị? Mốt người ta là vợ của em rồi mà còn kêu là chị nữa hả? Thôi nha, hai người đừng chọc quê tôi nha. Tầm bậy tầm bạ không à. Tôi đi á. Mà trúng tùm lum tùm la không à. Mệt quá. Nói gì thì nói, cũng may là Kiều còn có nó chăm sóc. Hình như là tốt hơn lúc gặp với anh đó. Em dọn nhà, dọn nhà. Dạ. Hả? Có trả nhà nữa đâu mà dọn. Thì dọn đồ vô nhà. Nhanh. Dọn vô. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Kỳ này làm xong vụ này, tao với mày chơi lớn bữa nha mày. Chán quá mày. Đi vụ này khăm khổ, thèm mấy cái đó quá mày ơi. Đúng đó, mày hay. Về nhớ mấy kia nha mày. Cái đó ngon quá mày. Ăn lẹ lên đi. Ngồi đó mà dơ dơ cái gì. Dạ. Đi lấy hàng cho tao, còn đứng đó nữa tao tạm một cái bây giờ. Ca, em đi liền. Em đi liền đại ca. Alo. Mẹ nó, giờ này chưa 6 giờ mà tắt máy cái gì. Alo. Tôi nghe nè. Alo, nghe không. Bộn tắt máy hả? Mày hẹn tao mấy giờ mà bây giờ mày mới gọi hả? Thì tụi đi được núi mà.
cho nên hơi chậm trễ một chút. Chứ không phải mày đang tụ tập cờ bạc với cái đám nào hả? Làm cái gì có. Ông thử lên thế chỗ tôi đi. Lên đây mà coi. Nè, bây giờ nói liền cho tao biết, tối nay mày có về kịp không? Ủa, về có kịp hay không thì có liên quan gì tới tiến độ của mấy ông? Sao không? Ờ, cuối tuần ông mới xuất quân mà. Kế hoạch đã thay đổi rồi. Vậy chừng nào mới xuất quân? 2 ngày nữa tụi tao sẽ đi. Cái gì mà nhanh dữ vậy? Khách sẽ qua đây lấy hàng để tiết kiệm chi phí. Vậy hả? Thằng nào mà ngon dữ vậy hả? Nè, lần này sẽ giao hàng tại biên giới luôn. À, giao đây luôn đó hả? Giao biên giới luôn đó hả? Rồi được thôi. Nếu như vậy là mỗi lần tôi đi hàng về là tôi giao trong luôn nha. Hả, ông tự xử ha. Ok, mày nhớ là nguyên kiện nguyên thùng nghe chưa? Rồi rồi, yên tâm, nguyên đai nguyên kiện, chưa khủ gì hết á. Rồi vậy ha. Sao anh, đợt hàng kỳ này có dính nhiều tạp chất không? Chào anh. Dạ không anh, lần này tốt lắm. Được, vậy thì nhanh tay lên, ngày mai sẽ có một chuyến hàng nữa, nếu không sẽ không kịp đó. Dạ em biết rồi. Thôi mọi người nghỉ tạm một tí đi. Dạ. Dạ, dạ em xin phép. Nhí, tao muốn nói chuyện với mày. Dạ. Mày vẫn còn giận tao hả? Dạ em đâu có dám anh. Vậy là còn rồi. Từ ngày ở nhà bà Hồng về, tao thấy thái độ của mày khác lắm. Dạ cũng đúng, không phải mình anh thấy mà ai cũng thấy hết đó. Tại em ngại gặp mấy người đó. Chứ anh nghĩ đi, tâm lý mà. Bây giờ ai là muốn mình gặp lại mấy người là mình một phen sợ té đá trong vườn bao giờ. Thôi em đi nhanh. Ủa nó bị sao vậy anh? Nó vẫn còn giận tao đó mà. Giận cái vụ anh cho nó làm mọi cái xấu hả? Ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Anh nói đi. Mày có biết tao sẽ xử thằng nội gián như thế nào khi tao bắt được nó không? Không. Tao sẽ giết chết nó 2 lần. Lần thứ nhất, trả thù cho thằng A Lý. Lần thứ hai, để cho nó đền tội mối quan hệ đã chết giữa tao với thằng Chí. Tối ngày mốt, mày cho đám đàn em chuyển hàng ra biên giới Việt Lào cho tao. Ông Hùng sẽ đích thân giao dịch chuyến hàng quan trọng lần này. Ông Hùng hả? Đúng. Từ ngày không có công an chống lưng, tụi tao như bị xui trên mọi mặt trận, nên ông không còn tin tưởng ai nữa. Mày nhìn cái gì? Có nghe tao nói không? Em đang nghe mà. Để em đi kêu tụi nó chuẩn bị. Khoan đã. Dạ. Đừng có cho tụi nhỏ biết. Mày chỉ báo rút quân trước 10 phút. Đứa nào vắng mặt loại ra, về xử sau. Dạ em biết rồi. Cái gì vậy? Điềm gỡ rồi đây. Thiệt hả? Mới giao việc mà đổ dở như vậy, chắc chắn là điềm gỡ. Anh giỡn em hoài.
Mày làm gì mà vui dữ vậy? Công sức bao nhiêu lâu nay tao đã được trả. Đừng nói với tao là mày được đi ngược trở lên biên giới nha. Tao đã chuẩn bị rượu và đồ khô để nhậu với mày tối nay rồi. Để tiễn tao đi luôn vậy? Tất nhiên. Thôi cảm ơn, khỏi cần mấy con mực với lại rượu của mày, tao vẫn vui. Cái gì nữa đây? Ê ê ê ê, nhìn cái điệu bộ diện mạo sắc thái như thế này, cứ như là cưới được em Lâm tới nơi rồi. Đừng nói với tao là hai đứa bay đến hôn rồi nha. Còn hơn như vậy nữa. Đừng nói với tao là hai đứa mày đám cưới nha. Ông Trương Hùng sắp đích thân giao hàng ở biên giới Lào với sự hộ tống của ba anh em nhà họ Trương. Mày nói thật không? Không thật, mà là quá thật. Như vậy là công sức bao nhiêu năm nay của tao với mày đã được đền đáp. Màn kịch được sắp hạ rồi. Lên xe. Mở cửa nè. Em thấy lần này anh có vẻ không tự tin lắm. Phải, mình đã bắt hụt Tinh Hùng mấy lần rồi. Em nghĩ lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Anh đừng có căng thẳng quá mà tự tạo áp lực cho mình. Thật sự, cái điều mà anh đang lo nhất á là sự bình an của các đồng chí nội gián. Từ khi A Lý chết, có vẻ như họ phải vất vả hơn trước. Không chỉ vất vả thôi đâu, mà phải nói ranh giới sinh tử rất mong manh. Anh chắc chắn anh em Trương Hùng không dễ dàng bỏ qua chuyện này để thành lập môn hội của hắn. Lần này mình cũng đã cho rà soát hết tất cả cửa khẩu, đường bay, đường bộ, đường thủy. Em tin chắc chắn Trương Hùng sẽ xa lưới. Có thể hắn sẽ sử dụng nhân thân giả. Em biết, em cũng đã lưu ý anh em chuẩn bị hồ sơ, hình ảnh và dấu vân tay đầy đủ rồi. Nên tận dụng mọi thứ. Anh đã quy động toàn bộ lực lượng tập trung vào chuyên án này. Thật tình là anh sẽ an tâm hơn khi đích thân người thân của mình khi tham gia điều tra và làm việc cùng hải quan. Dạ. Em biết là cũng sắp tới ngày giỗ của chị ấy rồi. Em hy vọng là anh sẽ toàn tâm toàn ý lo cho chuyên án lần này, mà không có vật vã uống rượu 3-4 ngày từ ngày giỗ của chị như những năm trước. Anh cảm ơn em. Dạ, đó chỉ là nhiệm vụ của cấp dưới phải nhắc anh thôi. Đối với anh, em thân hơn cấp dưới một chút. Chào anh. Đây, đi lối này nè. Vô có cẩn thận á. Nhẹ nhàng thôi. Dạ, dạ em biết rồi. Mày đóng gói cho cẩn thận nha. Kỳ này đích thân mấy ổng đi giao dịch đó, có chuyện gì là ăn đòi cả đám á. Dạ. Ê. Ông biết đó là gì không? Là coca. Lúc trước ông hay giao mấy loại này đúng không? Hồi trước á, A Lý chủ yếu là giao heroin, còn bây giờ giao đủ thứ hết á, tạp nham lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nói ông nghe, ăn tiền nhất vẫn là cái loại ma túy tổng hợp với cái lò mà sản xuất mang tên nhãn hiệu Trương Hùng. Đừng khen nữa. Nói thiệt mà, bây giờ mấy cái loại ma túy tổng hợp mà bị cấm á, có cái loại ma túy nào qua khỏi cái tên cầu vòng không? Thực ra là tại vì là mình độc quyền phát tán thôi, chứ dân chơi đó vẫn tìm LSD với lại ecstasy mà.
Vậy là ông không hiểu rồi. Anh biết không, cái tên cầu vòng á là để cho dân vận chuyển kêu để tránh lọt vô tai mắt của bọn công an thôi. Chứ cái của mình á còn đẳng cấp hơn cái loại methamphetamine, ma túy đá ngày trước. Đẳng cấp con khỉ. Vợ chồng ông bà sớm thì có. Ông cũng biết nữa hả? Cái nguy hại nó gấp đôi luôn. Thấy bà Kiều không? Mới có 2 tháng thôi mà nhìn như xác ướp vậy. Tại vì nó ngu. Thấy ông Hùng bào chế thuốc bao nhiêu năm mà có bao giờ ông sử dụng mấy cái đó. À, gì nữa? Mà ông hiểu làm sao? Sao mấy ông lại để cho tụi nhỏ vận chuyển ở đây ta? Ôi, ông lo gì mấy chuyện đó, mấy ông đó tính hết rồi. Với lại á, cái chỗ này á, trước sau thì cũng dọn đi à. Thầy máu. Ừ. Với lại tôi cũng không ham ngồi mấy chỗ này nữa ông ơi. Bất mãn cấp trên đúng không? Nhỏ thôi. Tôi ông kiếm gì ăn đi rồi nói chuyện nhiều hơn. Giờ đã đến đúng 5 canh. Ừ, yên tâm. Yên tâm con khỉ. Hàng chưa có đời tổ là tôi không có điên mà đưa đầu ra chịu trách nhiệm đâu nha. Trời ơi, ông lo gì. Bây giờ tôi làm đúng chuyện của tôi. Cũng có tháng lãnh lương thôi. Đó, đi đi. Nè, ông nhìn đi có thấy con mẹ gì không? Nó tắt đèn tối thui rồi. Rảnh rỗi xin nông nổi. Gắn camera đã, gắn máy nghe lén. Rồi đàn em nó vậy sao chịu được? Tụi nó hoạt động trong địa bàn của tao. Tao không có quyền kiểm soát tụi nó à? Đồng ý là như vậy nhưng mà hơi quá đáng đó. Thôi đi. Mày bỏ cách nói chuyện của những đứa mà đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển có được không? Ê, tới giờ của ông xịt xối rồi hả? Hả? Bọn thằng Ali chết rồi không có người kiếm chuyện hả? Mày có biết là tình hình bây giờ nó rác như thế nào không? Mà tao thấy mày tỉnh bơ vậy. Không phải ông sẽ thanh lý cái gì môn hộ cái gì đó cho cái đám đàn em của thằng Ali nó nghỉ luôn hay sao? Tao biết là như vậy. Cho nên tao phải nắm tình hình của đám đàn em. Dạo này tao thấy tụi nó mất niềm tin nhiều lắm. Bộ ông không tin thằng Nhí nữa hả? Tin chứ. Nhưng mà bây giờ nó không còn tin tao nữa. Phải rồi. Hồi trước ông đập nó dữ quá mà. Ông còn nhớ câu là cái gì đó. Để nhớ coi. Miếng ngon á thì nhớ lâu, mà đòn đau á thì nhớ đời không? Ý mày là sao? Cái gì? Ông hay nói mà ông không biết nghĩa của nó. Đúng là ông hay lo chuyện lớn rồi. Mấy cái chuyện đơn giản mà ông cũng không hiểu. Nè ha. Cái gì tốt á thì nhớ lâu, mà cái gì thù sâu á thì ghi vô dạ. Đơn giản vậy thôi. Nhưng nó phải hiểu tao trong tình cảnh lúc đó chứ. Tao đâu còn cách nào khác. Trên đời ai lại không có cái gì để lựa chọn. Đến lúc mà sống chết á mới biết người ta đối xử với mình như thế nào. Nè, giống như tôi, ông nhìn đi. Cái ngón tay mà đã đứt rồi á thì có mọc lên được không? Tao muốn lắm chứ. Nhưng nó cứ né tránh tao hoài. Làm sao tao gặp tao hỏi được. Vậy thì dẹp mẹ nó cho rồi. Để tránh sau này nuôi ông tay áo. Không được. Từ trước tới giờ tao xem nó giống như là em út của tao vậy. Nếu như ông coi nó là em út á thì ông khuyên bảo nó đi. Nếu nó chịu bỏ qua thì tiếp tục tin tưởng nó. Còn nếu không thì dẹp mẹ nó cho rồi. Thiếu gì cách giữ chân mấy thằng khất thực này lại. Đúng là chuyện người ta thì tỏ, còn chuyện nhỏ của mình á thì tao mù mờ. Dính vô tình cảm thì nó vậy thôi. Quan trọng là đừng có đặt tình cảm vô công việc là được rồi. Tao biết chứ. Nhưng đối với thằng Nhí thì khác. Tao không muốn mất nó. Nè, mày có cách nào giúp tao vũ khỉ thằng đó không? Tiền bạc thì tuyệt đối không vũ được nó đâu. Bình thường ông nhiều cách lắm mà. Tự nhiên giờ hỏi tôi. Tôi thấy thằng này nó khoái ngọt lắm. Ông thử sử dụng cái chiêu mà nói ngọt lọt xương coi. Thiếu gì cách giữ chân nó. Đối với thằng Nhí, nó không vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm đâu. Tao kết nó ở điểm đó. Hay quá ha. Trên đời này thằng nào mà chê dạng. Ông quên một cái câu là
thứ nào không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ông cho nó vài ký vàng đi, bảo đảm nó siêu liền. Mà tôi nói trước với ông, cách này là nó mắc lắm đó nha. Nè, có chắc là lần này ông Hùng đi giao dịch với tụi mình không vậy? Mày hỏi làm gì? Hỏi cho biết. Đừng có ngu si mà tính trả thù bậy bạ nha. Làm gì có. Nó đã gọi điện thoại cho ông Vĩnh rồi. Nó nói là lần này là đích thân nó sẽ đi gặp khách hàng, đồng thời giới thiệu tụi mình, để sau này tụi mình tự làm. Nó đích thân đi. Đúng vậy. Tốt. Tốt. Anh, có chuyện gì mà anh đăm chiêu dữ vậy? Tụi bọn giả dạng làm người nhà của Hải, tới nhận xác của Ali, lại đổi thêm tiền một cách vô lý. Em đã nói với anh rồi, chuyện này cứ giao cho ba thằng anh em của anh lo, dính vô làm cái gì? Làm sao mà giao cho nó được? Ba thằng đó ngu như bò, với lại nó không ưa Ali từ lâu, giao cho tụi nó thế nào cũng có sơ sót, rồi mất công công ăn xía vô nữa. Tụi nó không dính vô thì công an cũng biết hết trơn rồi, chẳng qua là chưa có chứng cứ để bắt thôi. Điều quan trọng là anh nè, anh dính vô làm cái gì? Rồi công an mò tới liên quan lòi ra dây mơ để mát tùm lum hết trơn á. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá, dân giang hồ càng ngày càng ma mảnh. Giang hồ chúa như anh nè cũng còn hắc ám ma mảnh, cho nên tụi nó phải cố để theo kịp anh thôi. Em nói gì? Dám nói anh là hắc ám sao? Em không có nói nha, tự anh suy nghĩ ra thôi. Nói xấu anh mà còn chối hả? Anh hả? Em không có giỡn đâu, té em. Té cái gì? Nói lại. Thôi không. Anh, mà anh có đi ra sân bay với em không? Ra sân bay làm gì? Ra sân bay đón thằng Trương Hùng con sao? Anh nói gì kỳ vậy? Mai anh có ra sân bay với em không? Anh nghĩ là em đi một mình sẽ tốt hơn. Bởi vì nói thiệt, anh không có một cảm giác máu mủ ruột rà gì với nó. Anh không có một cảm giác gì, nó là người thân thiết nhất của anh. Và quan trọng nhất là anh không có cảm giác gì nó là con của anh. Phải rồi, nó là con của Trương Hùng chứ không phải là con của Trí Tài. Nhưng mà thật sự anh không có cảm giác đó. Nó là con của anh, anh đừng dối lòng như vậy được không? Anh không dối lòng, anh không bao giờ có cảm giác nó là con của anh. Nó là con của anh, em nói phải, nó là con của anh. Anh không nói chuyện gì. Anh, anh Mạnh. Sớm muộn gì thì mình cũng bắt được tên Trương Hùng thôi, có gì đâu mà phải trầm tư suy nghĩ dữ vậy. Anh coi kìa, mặt của anh chảy xệ hết trơn rồi đó. Nè, gặp cấp trên không chào còn nói xấu nữa hả? Dạ bởi vì anh nói em là người thân hơn cấp dưới của anh một chút xíu. Thôi không có đùa nữa, có tin gì mới không?
Theo linh tính của em á, thì sau cái chết của A Lý, Trương Hùng sẽ cảnh giác cao độ hơn, và chắc chắn là hắn ta sẽ tự thân làm nhiều việc hơn trước. Anh cũng mong tên cáo già này mắc sai lầm dù chỉ một lần. Hắn quá thông minh, luôn dùng người thế mạng, hắn không chịu xuất đầu lộ diện. Anh bình tĩnh đi. Em thấy càng tới ngày giỗ của chị thì anh càng dễ mất bình tĩnh hơn. Anh cũng không giấu gì em, anh có một ước nguyện là được bắt tên Trương Hùng trong lần này. Ngày hắn tra tay vào cổng cũng là ngày anh làm giỗ thứ năm cho người vợ xấu số của mình. Hành động của bọn chúng thật là quá tàn nhẫn. Phải nói là dã man mới đúng. Chúng chọn đúng ngày cưới của anh rồi ra tay giết chị ấy. Có phải là để dằn mặt những người làm công tác điều tra đúng không anh? Và để trả thù cho tên đàn anh vừa bị tuyên án tử hình. Vậy là bọn chúng có liên quan đến Trương Hùng hả anh? Cũng không liên quan lắm, nhưng lúc đó tên Trương Hùng đã thao túng bọn chúng. Chính vì như vậy mà anh đã hạ quyết tâm trên chuyên án lần này đúng không? Cũng không hẳn. Mạng lưới buôn bán hàng trắng của tên Trương Hùng hiện bây giờ phát triển rất là mạnh, đã làm tan nát biết bao nhiêu gia đình. Em biết, nhưng không lẽ vì điều đó mà anh lại không quan tâm đến cuộc sống riêng của mình nữa hay sao? Anh không muốn bất cứ người thân nào của anh phải chết oan vì công việc của mình. Dù gì thì anh cũng nên quan tâm tới ba mẹ của mình một chút chứ. Không lẽ anh cứ sống hoài trong khu tập thể sao? Anh Mạnh à, em nói hết lời với anh rồi đó, anh đừng có để ba mẹ mình buồn nữa. Em đi lên làm việc tiếp đây. Chào anh. Cho lấy cà phê đá chú ơi. Dạ có ngay. Khỏe chưa hả? Khỏe. Sao hôm nay mày nghỉ làm vậy? Dạ đây ạ. Cảm ơn chú. Dạ. Bà Hồng cùng ông Trí Tài ra sân bay rồi, đi đón ông Hùng. Tài xế riêng của ông chở. Đi đón ông Hùng hả? Phải. Tao nghe nói là dặn quản gia chuẩn bị phòng cho ông Hùng về đó. Cái gì? Chưa hết đâu. Cái thằng nhóc 6-7 tuổi gì đó là con của ông Hùng với bà Hồng đó. Gì vậy ba? Không tính đâu vậy? Tôi đang nhức đầu với mấy ông bà đây nè. Còn mày sao? Tình hình bên đó sao rồi? Chưa có tín hiệu gì hết. Mày làm ta rà soát hết các cửa khẩu, sân bay, đường thủy luôn, vẫn chưa thể xuất đầu lộ diện. Nhưng mà tao thấy lạ nha. Thằng A Hải đó làm gì có cái passport nào mà lận lưng đâu, nhưng mà đi đi về về như đi chợ vậy. Huống hồ là ông Hùng. Nhưng mà chắc chắn là ông sẽ về. Ông Hà ông đang tính vụ gì vậy? Lỡ khi nào ông Hà ông xử luôn ông Hùng không, thì làm sao bên kia nó bắt được? Bởi vậy mới có mấy thằng như mình. Ê mày, có khi nào mà ông Hùng ngủ đến nỗi về nhà bà Hồng ở không? Có. Có khôn đến mấy thì cũng phải có lúc là khôn 3 năm dạy 1 giờ chứ. Mày nói cũng có lý. Thôi thì để coi hết cái tuần cải lương mối tình Tây Ba với ông Hùng, Trí Tài và bà Hồng coi sao. Thật ra tao thấy con cha Trí Tài có tài mà không có trí. Sao mày lại nói vậy? Cái người có trí là người thông minh. Mà người thông minh là không bao giờ để cho con đàn bà cắm sừng mình. Huống hồ gì là còn đem con của tình địch về nuôi. Tao nói mày chưa biết chừng hôm nay nè, còn dắt tình địch về cho ngủ chung với vợ của mình nữa.
Có không ba? À, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Lát đi thăm con Kiều với tao không? Gì nữa ba? Dứt rồi mà. Mà tao vẫn thấy ấy nấy. Ấy nấy gì? Nó ngủ chung với khác có bầu mày ấy nấy à? Mày bị điên à? Chuyện đó thì khác. Khác cái gì? Bây giờ mày cho tiền thằng Tiến chăm sóc nó rồi, cần thuốc á thì Mai Lâm đưa qua. Mày ấy nấy cái gì? Mai Lâm vẫn ở hai thân phận à? Nói chung cũng là cảm thông với lại mũi lòng trước hoàn cảnh của con Kiều thôi. Nói gì thì nói, tao chỉ muốn đi thăm. Mày đi thôi. Mày đi thăm đi. Mày đi đi, mày làm quá thằng Tiếng nó bỏ rồi mày ôm hết số gì đâu. Đi đi. Hy vọng là ngày mai ông Phụng xuất hiện để tối mai tao khỏi phải ra biên giới Lào. Tao cũng mong như vậy. Mày nhớ bảo trọng. Mày cũng vậy á. Nó đang làm cái gì vậy? Theo mày thì nó đang làm gì? Gọi điện thoại cho ai mà phải thay sim? Đó là một câu hỏi lớn. Hãy để tôi vô bắt nó hỏi cho rõ. Bị điên hả? Bị tổ trác vụ thằng Nhí chưa ai mặt hay sao? Bây giờ làm gì? Bây giờ mình phải bắt tận tay dây tận mặt, theo dõi nó. Trước sau gì nó cũng sẽ lội cái đuôi ra. Lúc đó mình xử vẫn chưa. Ông bây giờ đúng là mèo già quá cáo rồi. Nhưng tao đâu bằng mày. Từ khi đi rừng về, tao thấy mày giống như là mới tu xong xuống núi, nói chuyện y như thánh. Thánh còn mẹ gì. Từ ngày mà tôi mất ngón tay, tôi kiếm chỗ nào đó để suy nghĩ. Bởi vì ông đâu có bị mất ngón tay, cho nên ông đâu có biết cái cảm giác của tôi. Mày chưa biết đó thôi. Bây giờ anh của mày lợi hại thâm độc hơn xưa. Hãy chờ mà xem. Bảo, lại đây, để mẹ dẫn con vô nhà nha. Không, con muốn đi với mẹ Lan rồi. Bé Bảo, cô đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không có được gọi cô bằng mẹ. Con không biết, con chỉ đi theo mẹ Lan thôi à. Thôi, không có nói nữa. Bây giờ con nghe lời cô nè, con đi vô trong nhà với mẹ Hồng đi, nha. Lan. Dạ. Qua đây tôi biểu. Bảo, cô qua đây một chút, con đứng đợi cô nha. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Con mà không nghe lời cô là cô buồn, cô không nói chuyện với con nữa đó. Dạ. Dạ bà. Ai cho phép cô dạy bé Bảo kêu cô bằng mẹ vậy? Dạ không có. Tôi đâu có dám dạy vậy. Tại chắc là nó nghe mọi người xung quanh gọi tôi là mẹ Lan của nó, cho nên nó bắt chước theo thôi. Tôi không cần biết bất cứ lý do nào hết. Tôi cấm cô từ nay không để bé Bảo kêu cô bằng mẹ.
Dạ, tôi biết mà. Còn nữa, cô nên nhớ, thằng Bảo chỉ có một người mẹ thôi, đó là tôi. Còn cô, dù cô có mang thai hộ tôi 100.000 lần thì cô cũng không bao giờ được làm mẹ của nó. Cô nhớ chưa? Dạ, tôi nhớ rồi. Chú là tài xế của bà Diệu Hồng, chú tên Kiệt. Mình làm quen với nhau nha. Con tên là Bảo. Rồi, chào bé Bảo. Bảo, đi vô nhà con. Mẹ khóc nữa mẹ. Đã nói là không được gọi bằng mẹ mà. Nó là con ruột của tôi đó. Tôi thấy bé Bảo hình như không được khỏe cho lắm. Từ nhỏ sinh ra, nó đủ các chứng bệnh nan y. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng được cái, tôi thấy mặt của cậu Bảo rất là thông minh. Cảm ơn cậu đã khen. Ủa, mình không còn đón ai nữa hay sao vậy? Không có. Anh đồng ý đón Gia Bảo về nhà, mà sao nó vô nhà anh không thèm nhìn mặt nó vậy? Anh có nghe em nói gì không vậy? Em có nhớ hộp quyệt này không? Cái gì vậy? Ông Vĩnh có một cái y chang gì vậy? Trời ơi, ổng có được thì người khác có được. Chuyện đó có quan trọng bằng con trai anh đâu. Đây là chuyện xác minh nội gián, có liên quan tới thằng A Hải và sự tồn vong của cả một cái tổ chức này. Làm sao mà so sánh được với cái của nợ Gia Bảo của em? Anh, cái hộp quẹt này ông Vĩnh đã tặng cho thằng Hào nhân ngày sinh nhật của nó, rồi thằng Hào về thua bài nên đưa lại cho thằng Minh trong một chuyến giao hàng ở biên giới. Sao anh biết rõ gốc tích của cái hộp quẹt này vậy? Vì chính anh là người mua tặng cái hộp quẹt này cho ông Vĩnh. Ở nước Đức nó chỉ có hai cái này thôi. Hơn nữa, trong cái hộp quẹt này còn có khắc dấu đặc biệt của anh trong đó. Trời, anh khắc dấu riêng để làm gì vậy? Thầy phong thủy nói phải khắc dấu như vậy để cho ông Vĩnh toàn tâm toàn ý nghe lời của anh. Ghê vậy hả anh? Nên bị thằng già đó gạt. Đừng để tôi gặp lại thằng già này một lần nữa. Chính vì vậy, anh nhìn một cái là biết hộp quẹt của thằng Vĩnh liền đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà làm sao anh biết thằng Vĩnh tặng hộp quẹt cho thằng Hào, rồi thằng Hào thu bài lại giao cho thằng Minh chỉ qua tấm hình này? Ai nói với em là anh chỉ nhìn hình mà biết? Vậy tại sao anh biết? Anh gọi điện thoại hỏi thằng Vĩnh. Nếu như vậy, chuyện Ali chết là do thằng Minh làm? Tất cả các chứng cứ để chúng ta có thể khẳng định thằng Minh Dế là nội gián. Thằng Minh Dế chính là thằng mà chúng ta cần phải giết. Đóng hết chưa? Tụi bay nghe tao dặn kỹ lại một lần nữa nè. Nhớ lót hai lớp bột mì, mặt trên và mặt dưới thùng nữa nghe chưa? Dạ, em nghĩ lót một mặt được rồi mà anh. Tại tụi biên phòng kiểm định nó chỉ coi bằng mắt mà. Mày khùng hả? Rồi lỡ nó lật mặt dưới thì sao? Sao mày ngu như bò vậy? Dạ, tại vì em thấy nếu ngụy trang như vậy á thì cái số thùng hàng nó sẽ bị lớn lên, dễ gây chú ý. Cái chuyện đó là chuyện người ta lo, chuyện người khác lo. Mày lo chuyện của mày đi, mày lo chuyện của Đồng không vậy? Chuyện của mày á, nhiệm vụ của mày, mày làm như đó được rồi. Mày tính làm đại ca tao hả? Mày cãi tao? Dạ, em không dám. Anh Nhí nói sao nghe vậy đi. Cãi cãi. Rớt ra ngoài không? Dạ không. Chúc mừng nha anh Minh. Chúc mừng cho anh đã lên chức thay thế cho thằng Ali chết yểu đó. Có gì đâu,
Nói thiệt ra là không có chó bắt mèo ăn cứt thôi. Mày nói vậy là ý gì? Đâu có ý gì, tôi chỉ làm cái chỉ đạo thôi mà. Tôi đâu có tham vọng gì ở chỗ này đâu. Biết như vậy thì tốt. Tao nhắc cho mày, công việc này nguy hiểm lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Thằng A Lý nó có ô dù cho nên nó mới thọ như vậy. Còn mày mỏng lắm, tao sợ mày không qua khỏi đó. Em biết mà, em cũng đâu ham hố gì cái chức này đâu. Sau vụ này em chỉ muốn về làm gác cổng cho anh Lâm thôi. Chúc mừng anh Minh, chúc mừng cho anh đã lên chức thay thế cho thằng A Lý chết yểu đó. Có gì đâu, nói thiệt ra là không có chó bắt mèo ăn cứt thôi. Mày nói vậy là ý gì? Đâu có ý gì, tôi chỉ làm cái chỉ đạo thôi mà. Tôi đâu có tham vọng gì ở chỗ này đâu. Biết như vậy thì tốt. Tao nhắc cho mày, công việc này nguy hiểm lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Thằng A Lý nó có ô dù cho nên nó mới thọ như vậy. Còn mày mỏng lắm, tao sợ mày không qua khỏi đó. Em biết mà, em cũng đâu ham hố gì cái chức này đâu. Sau vụ này em chỉ muốn về làm gác cổng cho anh Lâm thôi. Nói thiệt không vậy? Thiệt. Vậy thì tốt. Alo, ông Lâm ở đây nè. Chuyện này có gì thiệt không vậy? Được, để tôi đưa máy cho ông Lâm. Ông Lâm. Cái gì? Nghe đi. Alo, ai vậy? À, sáng giờ điện thoại tôi hết pin. Đợi tôi tí đi, lên văn phòng tôi sẽ gọi cho ông liền. Vậy nha. Cố lên nha. Alo, ông nói đi. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Ông an tâm đi, tất cả đã sẵn sàng hết rồi. Số lượng chất lượng ổn thỏa. Tốt, tôi bay cho đi giao nông sản liền trong đêm nay. Tôi tính là ngày mai sẽ bay ra gặp ông trước, nhưng mà ông phải cho tôi biết địa điểm. Ra tới đó rồi tao sẽ gọi. Cứ từ từ, cháu nó nhìn. Mà nè, sao lần này ông bắt tụi tôi phải gặp ông trước vậy? Để sau này tôi bay điều hành hết mọi việc, chứ không lẽ chuyện gì tao cũng xen vào hết sao? Ông đừng nói với tôi là ông rửa tay gác kiếm nha. Ừ, tao sẽ rửa tay gác kiếm, vì anh em mình đã thành đạt hết rồi. Nhưng có chuyện này tao cần tụi bay làm cho rõ. Chuyện A Lý chứ gì? Tôi biết rồi. Tôi tính là sau chuyến giao hàng lần này, tôi sẽ có một đợt thanh lọc môn hộ, con kiến cũng không thể nào lọt ra, đừng nói chi là thằng Hai Mang. Được, tao đã hẹn với thằng A Hải là 3 tháng sau sẽ có câu trả lời chuyện này cho nó. Cố gắng giải quyết cho sớm đi, còn đủ thứ chuyện làm ăn. Sao, mày nghe ông nói gì rồi chứ? Nghe. Quan trọng là nó có chịu ra gặp tụi mình hay không kìa. Lỗ tai mày làm kiển hả? Hay là mày bị điếc? Mày không nghe ông nói gì, mày bắt tao phải lặp lại. Hỏi cho chắc thôi. Dạo này tao thấy mày đa nghi hơn Tào Tháo nữa. Nè, tao xin thề là ông nói là ông muốn gặp anh em mình trước, rồi mới dẫn tụi mình đi qua gặp khách hàng ở bên Lào. Được. Mày đâu vậy? Thì tôi đi nhậu.
trong lúc chờ cái đám đàn em của ông đóng mấy cái kiện hàng gì đó. Nhưng mà tao chưa nói chuyện xong với mày mà, mày bỏ đi đâu? Ngồi xuống đó đi. Còn nói cái gì nữa? Coi bộ ông Hùng lần này ông muốn quy ẩn giang hồ thiệt rồi. Mọi công việc ở đây ông sẽ giao cho ông Vĩnh và tao quản lý, còn thằng Tài và con mụ vợ của nó sẽ phụ trách công việc của tụi nó. Còn mày, chắc chắn là tao sẽ phong mày lên làm ông trùm giao dịch hàng ở biên giới. Nói nghe mừng quá ha. Rồi thằng Minh ông bỏ đi đâu cha? Để sau vụ việc này tao sẽ coi bộ mặt nó như thế nào, rồi sẽ tính tiếp. Tôi thấy ông tính nhiều quá. Theo cái kế hoạch của ông làm cho gọn đi. Kế hoạch gì? Không cần biết nó có là tay trong cho công an hay không. Dường nữa nào không do họ Trương này tuyển chọn, đừng cho biến, khử hết, để khỏi có hậu quản gì sao. Chuyện gì mà ngồi đây khóc vậy? Tại em hết. Em biết trước như vậy, thà sinh con nuôi sướng hơn. Ráng tạo ra đứa con làm chi, để rồi khổ sở như thế này. Cho dù là con nuôi hay là đứa con nào đi nữa, thì nó cũng không phải là do em sinh ra. Nhưng nó là con ruột của em với anh. Con Lan chỉ là mang thai hộ thôi. Nhưng vấn đề bây giờ nó chỉ coi con Lan là mẹ ruột của nó. Nó coi em là cái gì? Hay là em đuổi con Lan đi. Em đuổi nó được mấy lần? Em đuổi nó bao nhiêu lần rồi? Liệu lần này em có đuổi được nó không? Tại lúc trước em hay đi đây đi đó, không chăm sóc con được, cho nên em nghĩ không ai nuôi nó tốt bằng con Lan. Bây giờ vậy bây giờ em nghĩ là em có đủ tự do và thời gian để lo cho nó không? Nhưng nay nó lớn rồi, nó biết tự ăn tự ngủ, không cần bảo mẫu nữa. Nhưng nó cũng tự biết suy nghĩ, nó tự biết thương biết ghét. Em có bao giờ nghĩ qua nó sẽ ghét em tới mức độ nào không, khi em, chính em là người đuổi người mà nó thương yêu nhất trong cuộc đời nó? Thật sự thì anh cũng không phải là gỗ đá gì mà không đau lòng khi nó lạnh nhạt với mình. Nhưng em không hiểu nổi, tiền thì do mình chu cấp, mướn người già chăm sóc nó, cho nó ăn sung mặc sướng, thậm chí là tạo ra nó trên cõi đời này. Vậy mà làm cha mẹ thì không được kể công như vậy. Em biết. Vấn đề là mình cố tạo ra nó, chứ nó đâu muốn sanh ra trong hoàn cảnh như vậy. Không bao giờ. Nó không bao giờ muốn được sinh ra trong cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Em biết là như vậy, nhưng mà em uất ức quá. Ấm ức làm gì? Thật tình thì lúc đầu anh có trông mong điều đó, nhưng cuối cùng thì anh thấy nó không như mình mong đợi. Thật ra anh cứ tự nhủ là
Anh chỉ cần một người trí âm tri kỷ, sớm tối ở bên cạnh anh là đủ. Còn đối với nó, hiện giờ đối với nó, anh cảm thấy bình thường. Nhưng em không làm như vậy được. Em không làm giống anh được. Em có thể làm được. Em có thể làm được. Chỉ cần em nghĩ trong đầu, nó không phải là con của em. Em hứa với anh đi, em phải nghĩ là nó không phải là con của em. Bỏ qua chuyện đó đi. Công việc của mình sao rồi? Dạ tối ngày mai tụi nó xuất phát rồi. Vậy chừng nào anh đi? Sáng sớm mai. Gì? Mày đâu á? Tao đi ra ngoài chút. Chuyện ở đây đang gấp, sắp tới giờ xuất phát. Mày đi mày không sợ bị nghi hả? Tao nói ông Lâm rồi, với lại tao ra ngoài có lý do chính đáng mà. Thiệt tình là tao không muốn mày đi. Thôi mệt quá, tao nói thiệt mày nghe luôn đó. Là bây giờ tao ra ngoài, tao gặp ông Lâm. Có chuyện gì? Tao cũng không biết nữa. Ông Lâm ông nói là có chuyện gấp, ra bãi rác họp gấp với ông, mà chỉ có mình tao thôi. Ngoài mày với ông là còn ai nữa không? Tao đâu có biết. Tao nghĩ là có chuyện gì mờ ám đó. Tao cũng không biết, không hiểu gì hết mày ơi. Ê, mà chuyện này mày đừng nói ai nghe nghe chưa. Mất công tới tay ông, ông kiếm chuyện ông bắt bẻ tao nữa. Tao khổ quá mà. Hiểu mà. Ê, mà mày đừng có đi theo tao làm gì nha. Xe ôm. Dạ. Dạ theo sau đó. Dạ. Dừng. Cảm ơn anh. Thôi. Dạ, cảm ơn. Alo. Trí Tài bắt đầu ra sân bay rồi đó. Có vẻ như hôm nay mọi người bắt đầu gặp Trương Hùng. Vậy đó tính sao đi. Tao đang theo manh mối mới. Mày còn manh mối gì nữa? Ông Lâm bí mật kêu thằng Nhí đi họp. Tao đang đi theo nè. Sắp tới giờ ra quân rồi còn họp hành cái gì nữa. Mày chạy ra bãi phế liệu đi. Được rồi. Tao nói mày nghe nè. Nhớ xóa tất cả cuộc gọi trước khi hành động. Ok con dê. Cặp lấy. Cái gì vậy anh? Mở ra xem.
Mỗi thỏi là một ký vàng. Đây là phần thưởng của mày. Ờ, tôi có làm công làm cán gì đâu mà tại sao tự nhiên anh thưởng tôi? Đây là phần thưởng của mày. Công sức của mày theo tao mấy năm nay. Cầm lấy. Từ đó giờ tôi theo anh đâu phải vì cái này. Tao biết. Ê, dừng lại. Dạ, cảm ơn anh. Đi đi. Ê, khoan. Nói nè. Dạ, cảm ơn anh. Sao mày không vô đi? Tao đi vô mà bị phát hiện nghe còn có lý. Có lý là sao? Mày ngu quá. Chẳng lẽ bây giờ mày vô mày bị phát hiện, mày nói là tại vì tao nhắn tin cho mày tới đây, hiểu không? Nếu lỡ như mày bị phát hiện thì sao? Thì tao sẽ nói là tao theo dõi thằng Nhí, tao thấy nó có dấu hiệu khả nghi. Nhiều khi tao phát hiện ra được nội gián lập công với mấy ổng nữa. Hiểu chưa đồ ngu? Mày khôn quá. Vô đi. Đi cẩn thận đó. Đi tạm biệt thẳng. Tao biết là mày không bao giờ bỏ qua cái chuyện mà tao nghi ngờ mày làm nội gián. Làm gì có anh. Nhưng mà chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng là chuyện sau này. Cầm lấy đi. Ờ, từ đó giờ tôi cũng trung thành với anh mà. Vậy thì tốt. Nhưng tao muốn mày nhận số vàng này coi như là lời xin lỗi của tao về chuyện hôm trước. Thôi anh đừng có làm vậy. Làm vậy tôi á, chuyện cũ qua rồi, tôi không câu nệ lại làm gì. Thôi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Ờ, làm vậy á. Ông kêu mày lấy thì mày cứ lấy đi. Càm ràm như đàn bà vậy. Cảm ơn anh. Không có gì. Có vậy thôi đó. Đâu có gì đâu. Mày có thể đi về. Có chuyện gì muốn giải bày nữa hả? Nói đi. Ờ, tôi có chuyện muốn nói. Tôi muốn hỏi bân quơ thôi. Nhưng mà nếu mấy anh thấy khó quá thì coi như tôi chưa nói gì hết. Mày có hỏi gì đâu mà tao thấy khó. Mày muốn hỏi cái gì? Hỏi thử nghe coi. Tôi tính là sau đêm nay tôi muốn quy ẩn giang hồ về quê lấy vợ. Cái gì? Mày về quê lấy vợ? Ờ, tại vì sau cái lần mà thừa sống thiếu chết đó đó, tôi thấy cuộc sống giang hồ nó trên bên quá. Nó không hay mấy. Nè, nhưng mà mày nên nhớ là kẻ giang hồ bước vô thì dễ, bước ra thì khó nha con. Ờ, tôi cũng biết vậy mà. Thôi nếu mà khó quá coi như chưa nói gì hết. Khó quá thôi bỏ. Thôi được rồi, coi như là tao chấp nhận lời yêu cầu của mày. Nhưng mà mày nên nhớ,
sau này mày muốn trở lại nhóm, chắc chắn là tao sẽ không nhận. Tôi biết mà. Nè, mày cũng không được gia nhập bất kỳ băng đảng nào khác, đặc biệt là nhóm ta cường sói. Nếu không tao hiểu chưa? Nếu vậy thì tôi biết. Nếu vậy thì sau đêm nay hai anh cho tôi nghỉ luôn nha. Cảm ơn hai anh. Tùy mày. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi tôi xin phép tôi đi trước. Thằng này chắc là bị đánh quá cho nên khủng. Nó nghĩ làm sao? Nó biết hết những công thức pha chế cung mà bây giờ nó xin nghỉ. Bởi vì mới nói ông khỏi phải lo, thế nào đội đỏ cũng xử nó thôi. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ tới chuyện của mày nè. Mày muốn gặp ông Hùng với âm mưu gì, nói tao nghe. Tôi sao, có chuyện gì? Ông muốn biết thì đi theo tôi đi, tôi sẽ cho ông biết. Có chuyện gì thì nói tại đây đi. Cậu đi đâu nữa hả? Thì cứ đi theo tôi đi. Đi nhìn lên. Mày dẫn tao đi đâu vậy? Mày còn phải canh giờ ra sân bay nữa đó. Từ từ thì cháu mới nhự được chứ. Nè, mày là bày trò gì nữa hả? Đúng là có chuyện cho ông coi rồi. Nè, lên xe tôi đi. Từ lúc ông đưa vàng cho thằng Nhí, tôi đi vô đã thấy nó lăn xăng tìm chỗ để nghe lén rồi. Có khi nào thằng Nhí nó sợ tụi mình cho nên không dám đi một mình không? Cũng có thể. Cái đám chân tay này riết rồi ăn lên hết. Tôi thấy ông giống ông Hùng rồi đó. Nè, tại sao mày lại so sánh tao với nó chứ? Thì tại vì nó đang nghi giống ông. Mày vẫn chưa nói cho tao biết âm mưu của mày là gì khi gặp nó. Sao ông nghĩ tôi có âm mưu? Từ trước tới nay có bao giờ tao thấy mày háo hức muốn gặp nó như vậy? Ông thật là giỏi đó. Nhưng trước tiên phải xử cái thằng lọt tọt này đã. Thôi được, mày chạy tới ngôi nhà quan hôm trước đi. Ok. Tập vô. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Đi đi.
Alo, mày đang ở đâu vậy? Đang ở nhà quan. Ủa sao tự nhiên mày tới đó? Đi theo ông Lâm ông Hào nè. Hai ông này đang tính là thủ tiêu ông Hùng hay sao đó. Thôi chết, nếu mà như vậy thì làm sao mày bắt được ông Hùng? Với tình hình này chắc chắn ông Hùng xuất hiện ở đó rồi. Tao sẽ báo cáo với mọi người. Báo đi, báo cho Mai Lâm giùm tao luôn. Tại vì tao phải theo vụ này để coi hai ông này có thay đổi kế hoạch gì không, để mình còn biết đường mà tìm. Mày nói cũng phải, nhưng mà tao chắc chắn một điều là họ sẽ giao cho mày nhiệm vụ là đi giao hàng cho khách hàng đó. Còn mấy ông Trùm thì sẽ giao tiền ở một chỗ khác. Ừ, vậy đi nha, có gì gặp sau. Mày có cần tao tới đó không? Alo, alo. Tao sẽ nhờ dịch vụ điện thoại để tra lại nhật ký điện thoại của nó. Ông nói thì dễ, ra ngoài đó còn phải đưa chứng minh nhân dân của nó, bắt công lắm, tìm lâm hết. Sao mày ngu quá vậy? Não mày sao không biết hoạt động? Mình chỉ cần tới chỗ đóng cước phí, nói là mình đóng cước phí cho số điện thoại đó, rồi kêu nó in ra cái bản kê khai cuộc gọi là mình biết ai gọi cho nó, hiểu không? Ông mới là thằng ngu. Ra ngoài đó ông có phải là chủ thuê bao không mà nên sao kê cho ông? Tôi có cách này đơn giản hơn nhiều. Cái gì? Một lát nó đi vô đây, nắm đầu nó, lấy điện thoại, tra số, vậy là xong. Đơn giản vậy mà cũng không biết. Tao đang về khách sạn, có chuyện gì? Tôi đã bắt được thằng nội gián. Là thằng nào vậy? Ông đoán thử coi, thằng đó là thằng nào? Lại là thằng Minh Dê à? Tôi đã khẳng định ông từ trước, vậy mà ông có chịu tin tôi đâu. Nó chịu nhận tội rồi sao? Vẫn chưa, tôi chỉ mới bắt được nó thôi. Vậy mày phải làm sao để cho nó nhận hết tội lỗi một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ngặt nổi, bây giờ tôi chuẩn bị chuyển hàng. Vậy thì mày cứ giam nó lại, đợi tao xong chuyến hàng này về rồi tính. Yếu của ông là ông muốn tôi chuyển thằng đó cho A Hải xử lý à? Dù sao thì mày cũng chưa có chứng cứ. Tao không muốn mày bẻ mặt như lần trước khi bắt lộn thằng Nhí. Tôi sẽ có cách xử lý của tôi. Dù gì thì vợ chồng của ông cũng đã đá trách nhiệm này cho tụi tôi, cho nên ông không có ý kiến ý cò gì được đâu. Tôi nghe đây Lâm à, tao mới vừa gửi cho mày một tấm hình. Đó là tấm hình vật chứng mà thám tử của tao đã cất công cực khổ đi tìm kiếm lặn lội điều ra. Nó sẽ có ích cho mày khi bắt nó nhận tội. Ông nói sao? Coi xong mày sẽ hiểu. Nhớ quay cái clip cẩn thận gửi lại cho tao, để cho thằng Hải khỏi kiếm chuyện sau này. Nó xỉu rồi giờ sao? Mày cứ đánh tiếp, đánh gì nào đó khái cho tôi.
nhưng mà nó xỉu rồi. Đánh nó nữa, đánh chừng nào đó khái thì thôi. Mày có chịu khai không? Mày nói cho tao biết hột quẹt của mày ở đâu, không? Em không nhớ, mấy bữa nay nhiều chuyện đó là em không nhớ. Mày không nhớ? Có thật sự là mày không nhớ không? Hả? Mày kể lại cho nó nhớ. Được, tao nói cho mày nhớ. Trước khi mày giết thằng A Lý, mày đánh, mày đập, mày tra khảo nó, làm cho hột quẹt của mày rớt bên cảnh sát của nó. Mày chính là thằng giết thằng A Lý, có phải như vậy không? Hả? Quan cho em lắm anh ơi. Mày tránh ra. Mày không làm thì ai làm? Hả? Mày không làm thì ai làm? Hả? Mày vừa điện thoại cho ai? Tại sao mày lại xóa? Có anh ơi, em đâu có điện cho ai đâu. Mày vừa điện thoại cho ai? Em không có điện cho ai hết. Mẹ cái thằng chó này, mày nói đi. Mày chính là thằng đội gián, có đúng như vậy không hả? Em có quan chị em lắm anh ơi. Không lầm, chuyện hàng này tôi lo, không cần nó nữa. Ông xử nó đi. Được, tao sẽ xử nó nhanh gọn lẹ. Quan chị em lắm anh ơi. Đừng có làm, đừng có làm vậy anh ơi. Ông xử nó cho lẹ đi, không thôi thằng Hải về là phiền phức lắm. Dẹp mẹ luôn thằng Hùng đi. Đúng vậy. Mày còn nhớ lời nói của tao lúc trước không? Nếu như tao tìm được thằng nội gián thì tao sẽ xử nó như thế nào? Hả? Quên rồi đó. Nếu mày quên, tao sẽ nhắc cho mày nhớ. Nếu như tao tìm được thằng nội gián thì tao sẽ giết chết nó hai lần. Ông làm gì vậy? Tại sao giết nó chết sớm như vậy? Phải hành hạ nó cho đã chứ. Thứ nhất, tao đang bận. Thứ hai, đây là cái chết thứ nhất của nó. Làm gì? Bắn nó nữa hả? Mày chắc mày không nghĩ cái chết của mày sẽ như vậy đúng không? Đây là cái giáp nổ giáp.
Dì. Dì. Tao chỉ tới trễ một ít phút thôi mà. Tại sao vậy? Tại sao mày không cố đợi tao tới? Tại sao mày không cố đợi tao tới một ít phút nữa? Tại sao vậy dì? Tại sao? Cậu tỉnh rồi hả? Thôi thôi thôi, con nằm nghỉ đi. Đau đầu quá. Cậu đã nằm tiếp đi 2 ngày rồi đó biết không? Tại sao tôi lại như vậy? Ai mà biết chứ. Hôm kia quản gia gọi cậu mà cậu không có mở cửa, nên ổng phá cửa xông vô, thấy cậu nằm sốt cao mê man. Ông báo tôi biết, tôi đưa cậu cấp cứu tới giờ nè. Mê man? Ừ. Tôi có nói sẵn điều gì không? Có. Nói nhiều lắm. Nhưng mà không có ý nghĩa gì hết trơn á. Cậu còn nhớ mình đã mơ những gì không? Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhìn toàn thấy ma quỷ thôi. Tôi hiểu rồi. Có những người đã rửa tay gác kiếm, nhưng luôn không tránh khỏi những giấc mơ như vậy. Như vậy là đã 3 ngày rồi. Sao vậy? Không có gì. Mà ông Tài đã về chưa bà? Chưa. Mà còn hỏi ông Tài để làm gì vậy? Tôi chỉ sợ là không có tài xế thôi. Ông Tài đi tỉnh rồi. Thôi cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Đã có tài xế của ông Tài rồi, nếu cần gì tôi sẽ gọi cho cậu. Cảm ơn bà. Thôi, tôi về đây. Nàng trong danh sách cuộc gọi của cậu là ai vậy? Bà. Cái người mà gọi cho cậu suốt ngày suốt đêm. Sáng nay tôi nôn nóng quá nên bắt máy nghe. Nghe giọng tôi thì cô ta im bặt. Cái cô vũ nữ trong quán bar của ông Lâm đó mà. Hiện giờ cô đã xin nghỉ việc rồi. Thì ra vậy. Vì cô gái này mà cậu bỏ bê con Kiều đúng không? Trước giờ tôi cứ tưởng cậu chung tình lắm. Ai ngờ. Cậu có biết bây giờ con Kiều nó nghiện ngập dữ lắm không? Tôi vẫn chu cấp tiền cho cô ấy hàng tháng. Cũng là kẻ bạc tình thôi, nhưng không đến nỗi nào.
Điện thoại của cậu tôi để dưới gối nằm đó. Anh đến trễ, thằng Minh nó đi rồi. Anh xin lỗi. Anh đến trễ, thằng Minh nó đi rồi. Anh xin lỗi. Có chuyện gì làm em xúc động anh vậy? Anh Kiệt mới, anh Kiệt mới nhắn. Chuyện của Minh cũng làm anh sững sờ cả ngày. Không, không, em vẫn không tin là anh đấy chứ. Anh cũng vậy. Nhưng trước hết chúng ta cần phải tỉnh táo. Công việc bây giờ rất là quan trọng. Bà trinh sát nói không còn gì để chôn hết.
tĩnh lại Ba Năm. Đâu Ba nè mày? Đè mày luôn nè mày. Alo. Mày chơi suy nghĩ gì quá mày đi mày ơi, suy nghĩ gì nữa? Từ từ. Chơi mà tao chán quá mày ơi. Nè. Này. Alo. Tao chơi bài mày không bao giờ tao. Alo. Toàn là thua với thua không à. Làm việc được bao nhiêu tiền á, chơi với mày toàn thua không à. Alo. Chơi có lận bài không mày? Tao biết mày chơi ăn gian là mày chết rồi. Mày nói nhỏ coi. Dạ dạ đây coi. Ông nghe không vậy? Hào hả? Mày tới rồi hả? Tới rồi, tới điểm tập kết luôn rồi. Có tín hiệu rồi. Các đồng chí qua nghe thử. Tôi đã nói với ông rồi, cái chuyện này dễ thôi. Cần gì tới thằng Ali với đàn em của nó, thằng Minh Dế gì đó. Hay lắm. Bây giờ mày một mình một cõi rồi, cứ vậy mà phát huy đi. Nè, còn thằng chó kia đâu rồi? Mày nói thằng Hùng hả? Chứ còn ai nữa? Nó vẫn chưa lộ diện. Đừng có nói với tôi kỳ này nó lại đem thằng khác thế thân à. Nghe giọng điệu của mày đúng là em ruột của nó. Mày đa nghi quá. Thì nó làm tôi hố mấy lần, không đa nghi sao được. Cho dù nó có mặt hay không thì cũng đâu ảnh hưởng tới tụi mình. Sao không có? Ý mày là sao? Không có gì. Còn hai vị khách kia sao rồi? Tụi nó tới khách sạn rồi. Thằng Lâm muốn tụi nó bồi thường thêm tiền vì đã làm mình trễ nãy. À, vậy cũng tốt. Cứ về mà làm đi. Có gì báo tôi biết nha. Ok. Tình hình sao rồi anh? Chưa có gì hết. Cho tôi chút thời gian đi. Mẹ, kỳ này mà tao không chặt được tay của mày, tao đi đầu xuống đất cho mày coi. Nè, đồng chí. Tình hình đúng như Kiệt đã báo. Vậy là tên Hào muốn nhân tình hình này để mà trả thù tên Hùng. Chúng ta phải tấn công liền. Lỡ như bọn chúng xử nhau trước, trước khi chúng ta ập tới thì sao? Bình tĩnh. Điều cần làm bây giờ, chúng ta phải trở về khách sạn qua nhà. Em xin phép. Mai Lâm, em phải vững vàng lên. Người suy sụp nhất trong cái chuyện của thằng Minh là thằng Kiệt chứ không phải là em. Sao anh lại nói vậy? Vì cậu ấy chứng kiến người đồng đội của mình chết mà không làm được gì. Đó là điều đau khổ nhất của người đàn ông, sự bất lực. Không, em tin là anh Minh chưa chết. Em nghĩ là anh chỉ đi đâu đó thôi. Em nghĩ là giống như trong phim vậy, anh chỉ giả chết để che giấu thân phận thôi. À, cũng được. Nếu điều đó làm cho em bớt đau khổ, em cứ suy nghĩ theo cách đó. Ít ra đó, nó cũng tiếp sức cho em một chút, để em hy vọng vào tương lai. Anh Mạnh, Phương vừa gọi điện báo cho em biết là đã bám theo hai vị khách Lào về đến khách sạn. Sao hay vậy? Làm sao em biết được tung tích của hai người đó? Phương được cục quản lý xuất nhập cảnh báo cho là có hai đối tượng tình nghi xuất hiện ở cửa khẩu nên đã tiến hành bám sát. Còn việc khách sạn thì sao? Em đã báo cho Phương biết là cử người đến đó trước. Tốt. Dạ. Cậu ở lại với Mai Lâm nha. Tôi về khách sạn hỗ trợ cho Hải Phương. Dạ. Anh cứ yên tâm đi mà chỉ đạo từ xa. Có gì em sẽ báo cho anh biết ngay. Tốt. Anh đi nha. Dạ. Cho tôi xin chứng minh. Hai anh đi thông thả nha. Được rồi, đi. Cảm ơn em. Cô này. Dạ. Cô không phải là người ở địa phương này đúng không? Dạ, cháu đến đây để thuê phòng ở khoảng một tuần ạ. Có tí chuyện, tôi nghĩ chuyện này là cô nên biết đấy. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Độ dày, mấy độ phòng chống tệ nạn xã hội.
là quần cô là dữ lắm. Dạ. Cô làm gì cũng phải có chừng mực, không khéo chúng tôi bị vạ lây đấy. Dạ. Thực ra cô hiểu tôi nói gì không thế? Dạ không. Ý tôi muốn nói là mẹ hôm dày đội phòng chống mại dâm hay đi kiểm tra khu vực này lắm. Ờ, vậy thì sao ạ? Tôi nói thế mà cô không hiểu gì sao ấy ạ? À? Cháu hiểu ý của cô nói, nhưng mà cháu không biết là cô nói vậy để làm gì. Ý cô nói là cháu làm nghề đó hả? Không, tôi không phải nói ý đấy. Vậy chứ ý gì nữa? Cô nói là mại dâm này nọ rồi. Không, tôi không phải nói ý đấy. Ý tôi là... Ô, chào em. Ô la la, lâu ngày không gặp. Nhìn em xinh hơn lúc trước á. Sao, em lấy phòng chưa? Chắc có lẽ anh sẽ ở chung với em giờ hôm mới về. Dạ lấy rồi, làm thủ tục xong hết rồi. Cô, gì? Anh này sẽ ở chung phòng với cháu. Cái gì cũng cần phải đúng thủ tục. Đây, à, chị cầm cái này, đúng thủ tục nha. Vâng, cho tôi xin. Bây giờ hai người thuê phòng để làm gì đi chứ? Bà chủ nè. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung một phòng á. Vậy thì theo bà chủ sẽ làm cái gì? Vâng, tôi biết ạ. Thôi, mình đi ăn. Thế mà nó không có ý gì, không trả tiền canh ấy ạ, là tôi khỏi chứ không mà ăn luôn đấy. Chúng tôi lấy phòng. Hai cậu mới trong đấy ra mà. Chúng tôi có tí chuyện. Nhưng mà cô ấy đang tiếp khách ở trong phòng ấy. Chúng tôi đi chung với nhau mà không cần phải lo. Vâng. Bọn này chơi cái trò quái quỷ gì thế nhỉ? Vô đi. Giới thiệu với mấy anh, đây là đồng chí Lê Mạnh. Anh Mạnh, đây là anh Hải. Còn đây là anh Minh, trinh sát địa phương. À thôi, chào người anh em. Chúng ta đang cải trang, xưng hô anh em cho hợp cảnh nha. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Đây là cái máy chuyên dụng, dùng để khuếch đại âm thanh, có thể ra hơn 80 mét đấy. Nếu nói như vậy là mình không cần qua khách sạn bên kia đặt máy nghe lén à? Chính xác. Phương. Dạ. Bọn chúng nói tiếng Lào. Anh, bật âm thanh lớn lên giùm em. Được rồi. Phương. Dạ. Em dịch cho anh nghe. Anh đưa đây, cầm giùm em. Đại khái là bọn chúng đang chửi tên Lâm. Tên mặc áo đỏ tên là Hoàng, tên còn lại mặc áo đen là Hổ. Nó đòi bao nhiêu? Hơn 50 ngàn. Giỡn mặt sao? Nó nói đó là cái giá cho 3 ngày chờ đợi và ẩn phục bảo vệ hàng tránh khỏi tay mắt của công an bên này. Kêu nó đi ăn cướp hợp hơn. Giờ gặp thằng Trùm Hùng rồi mình bàn với nó. Được. Chắc chắn tên Trương Hùng sẽ gặp bọn này. Màn kịch của chúng ta sắp kết thúc rồi. Cuối cùng tên Trùm Trương Hùng cũng lộ diện. Nè, tụi bay dịch cho kỹ lần cuối đi. Chắc chắn lần này nó sẽ xuất hiện đó. Đại ca, hàng chuẩn bị xong rồi. Tốt. Nhớ ém hàng cho thật kỹ nha, để tránh tai mắt.
Khi nào tàu ông Lâm tới, chuyển hàng lên cho tao. Dạ em biết rồi. Cái gì á thì cũng phải bình tĩnh. Nóng quá hư bột hư đường hết. Thử mày trong tình cảnh của tao đi, xem mày có lo sốt gió lên hay không thì biết. Tôi thấy ông á không cần phải lo nhiều làm cái gì. Tại sao không lo? Cái mà ông lo nhất á là thằng kia không xuất hiện. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Nhưng khi nào cánh tay của nó chưa rớt thì lúc đó tao chưa được yên đâu. Chuyện này ông không cần phải lo, vì hắn luôn đề phòng mọi bất trắc. Nhưng không ai nhắc hắn á là phải đề phòng. Ông trả thù cái vụ hắn chặt đứt ngón tay út của ông ngày xưa. Mày nói đúng. Có thể đối với hắn chỉ là một ngón tay, nhưng đối với tao là cả một cuộc đời. Từ ngày nó chặt ngón tay của tao, mấy đứa đàn em của tao nó coi tao không ra gì. Chưa kể còn coi tao như thằng chó à lý của nó nữa chứ. Anh ơi, anh coi chiếc tàu kia có phải là của ông Vĩnh không? Đúng rồi, công nhận ông anh của tôi lúc nào cũng đúng giờ cả. Sao rồi? Tụi bay lên hàng đi. 15 phút nữa vô nào. Dạ, dạ. Chuẩn bị đi tụi bay. Dạ. Nè, mày định làm gì vậy? Ông Lâm với thằng Hùng đâu? Đi gặp khách hàng lấy tiền rồi. Cái gì? Mày làm gì la lớn vậy? Có chuyện nhỏ nhỏ thôi. Muốn người ta để ý hả? Ông nói cái gì? Thằng Hùng nó đi gặp khách hàng à? Không ra gặp tôi hả? Tao cứ mày nói chuyện nhỏ thôi. Mày la lớn vậy? Để tôi gọi cho ông Lâm. Thằng Hùng đi với ông Lâm đúng không? Mày định làm gì? Chuyện của tôi ông khỏi lo. Nè, mày định gây sự nữa hả? Ông cứ việc cho tàu ra giữa sông rồi chuyển hàng lên cho nó. Đã có đàn em ông bảo kê rồi, cần gì tôi yểm trợ nữa chứ. Nè, tao nói cho mày biết, mày đừng có ngu xuẩn nghe ra chuyện nữa. Tao không làm trách nhiệm cho mày nữa đâu. Ê, từ hồi đó tới giờ thằng này tự làm tự chịu nha. Tôi có được hưởng chút phước nào của anh em đâu mà ông lo. Tụi bay theo tao. Dạ. Đó. Mày Lâm, tụi nó sẽ dẫn mình đến chỗ tụi tin. Đúng, mình sẽ gọi cho anh mà xin phép nữa. Mày Lâm, Mày Lâm, tính tiền bà chủ ơi. Tôi mừng lắm nghe. Tốt, cứ như vậy mà tiến hành nha. Số điện thoại của cậu tôi sẽ cho các trinh sát địa phương biết, để hai bên cùng phối hợp. Hy vọng hai mũi theo dõi của chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại một điểm. Chào cậu. Nè, tôi nhắn tin số của Lục cho hai cậu. Dạ. Nghe đi. À, việc điều quân phối hợp với cảnh sát khu vực thế nào rồi? Dạ, đã xong cả rồi. Ừ, tốt. Đây là cuộc truy bắt trọng điểm. Hy vọng là cảnh sát biển bắt gọn chuyến tàu của bọn chúng. Chuyện này trong tầm tay của mình, anh đừng quá lo lắng. Ê, anh ơi, bọn chúng sắp rời đi. Sao bọn chúng đi mà không mang tiền theo? Em nghĩ là bọn chúng sẽ chuyển khoản. Nếu như vậy, làm sao chúng ta đưa ra bằng chứng được? Chúng ta phải nhờ đến cảnh sát kinh tế rồi. Tên Trương Hùng xạo quyệt như vậy, chắc gì hắn đã đứng tên chủ tài khoản để tên kia chuyển tiền vào. Anh nói đúng.
Nhưng mà em nghĩ cho dù bọn chúng có xảo quyệt đến đâu cũng không thắng nổi công lý. Thôi, chuyện để tính sau đi. Vấn đề bây giờ ấy là mình lấy lý do gì để bắt bọn chúng đây này? Phải, lời chúng nói chỉ hợp mặt trả nữ với nhau thôi là chúng ta bó tay. Chỉ cần Trương Hùng xuất hiện thì chúng ta có thể giải bắt hết tất cả bọn người này. Một mình Trương Hùng thôi đã có đến 3-4 cái lệnh truy nã từ trong nước đến quốc tế rồi. Tôi chỉ sợ hắn không xuất hiện thôi. Bên cầu luật đã theo chung thì chắc chắn hắn không thể không ra mặt. Thật ra thì chúng ta không có gì chắc chắn về Trương Hùng cả. Lần này chắc Phương phải đóng vai ác nữa rồi. Với tình hình này chúng ta phải ra tay trước. Taxi! Nè! Ông cha đi đâu? Thì... ra quán bờ hồ. Ông bảo tôi thế mà. Đường này không phải ra quán bờ hồ. Nè, định ăn chăn tiền cứ tụi này hả? Nè, Khôn Hùng, mày chạy cho mau, không thì đừng trách tụi tao. Rồi, chạy đi bắt tài. Dạ, em chào hai anh. Dạ, em tới đây để nhận order hàng. Mấy anh cần hàng nóng hay là hàng tươi? Hai anh cần á, cái gì cũng có hết trơn á. Đảm bảo sẽ làm cho hai anh thoải mái. Nhìn thấy em là anh vui rồi. Dạ. Nhưng tụi này đang bận lắm. Có gì cô em cứ để lại số điện thoại. Tới về khách sạn, tụi anh gọi lại. Trời ơi, cái anh này không có biết gì hết trơn á. Anh thích, anh muốn á thì phải làm liền. Chứ còn mà để lâu, nó nguội hết trơn à. Nhanh, nhanh. Mày dừng xe lại, cho con nhỏ này xuống. Sao anh lại đuổi em? Tao nói mày dừng xe lại, cho nó xuống. Dừng lại. Nghe không? Dừng lại. Đấy, dừng lại rồi đấy. Ngồi im, hai anh đã bị bắt. Này, đứng lại. Đứng lại. Cầm hắn lại. Tháo vợ ra. Bước xuống xe. Vậy là chúng đã thừa nhận. Dạ đúng vậy. Bọn chúng sẽ dùng tài khoản mặc định trong máy này để gõ lệnh chuyển tiền qua một công ty bên Hồng Kông do Trương Hùng cung cấp. Nghĩa là chúng ta khó chứng minh công ty ma kia có liên quan tới Trương. Chính xác. Đúng như ta dự đoán. Nhưng mà điều đáng mừng ở đây là bọn chúng đã khẳng định lần này đích thân Trương Hùng sẽ ra mặt để đón tiếp bọn chúng. Anh nghĩ chúng ta phải hộ tống chúng thôi. Nghe máy đi nè. Alo, hai người đi đến đâu rồi? Đang tới. Thiệt ra tôi gọi điện thoại không phải là hối hai người, mà muốn báo là hai người đi đâu vòng vòng khoảng một tiếng đồng hồ đi. Rồi tôi sẽ gọi điện thoại lại báo địa điểm sau. Cái gì? Tôi có việc cần giải quyết trước khi gặp hai người. Vậy nha. Alo. Bị lộ rồi sao? Có vẻ như tình hình bên kia có biến.
Có chuyện gì nói rõ tôi nghe coi. Tao thấy lần này thằng Hào nó muốn xử thằng Hùng đó. Làm gì có chuyện đó. Tao thấy đi chung với một nhóm, hình như là tụi Linh đến thuê đó. Ông nói cái gì? Sao ông biết được? Ông không chặn nó lại? Tao đã bận xếp hàng. Trời đất, cái thằng này muốn cái gì phải nói rõ cho tôi biết trước chứ. Làm như vậy lỡ bể xô bể chậu thì sao? Tao nghĩ lần này thằng Hùng không tha cho nó đâu. Thế nào nó cũng sẽ đi gặp tôi. Ông thấy nó ở đâu, ông chặn nó lại đi. Tôi muốn gặp nó nói chuyện trước đã. Ừ, mày làm gì tự lo đi. Tao sắp rời bến rồi. Anh Vĩnh, một tiếng nữa mày mới được rời bến. Sao vậy? Dạ, có trục trặc tí xíu. Hả? Mày làm gì tự lo nha, tao đang bận. Alo, mày đang ở đâu vậy? Ông hỏi làm cái gì? Thằng Hùng gặp ông chưa? Chưa. Tao muốn gặp riêng mày, nói chuyện với mày một tí. Mày đang ở đâu? Cho tao gấp địa chỉ. Ông kêu xe tới ngã Ba Gai đi, có gì tôi ra đón. Ok, mày ở yên đó đợi tao, nghe chưa? Ông gọi tôi có gì không? Mày đi tới chỗ của tao liền đi. Tôi đang bận việc, đợi tôi nửa tiếng được không? Có gì quan trọng hơn là gặp ông anh Trương Hùng của mày chứ? Ông Hùng cũng có ở đó à? Mày tới nhanh đi. Ok, ông cho tôi nửa tiếng. Sao rồi? Những sai tài khoản cũ. Mày cứ túc trực ở đó cho tới khi tao giao dịch xong. Tôi hiểu. Vậy còn cái thằng lỗi gián giết chết em tôi thì sao? Chuyện đó thì về nhà tao nói. Không được. Bụng tôi bây giờ nóng như lửa lốt vậy đó. Ông phải nói rõ cho tôi biết mới được. Thằng Lâm đã xử thằng Minh Diễn, nhưng nội tình ra sao thì tao chưa rõ lắm. Chỉ nói lơn giản như vậy thôi hả? Tao còn chưa gặp thằng Lâm mà. Vậy thì tôi phải qua bển mới được. Mẹ ơi yên đó. Bộ ông sợ không ai canh chùa trong hả? Canh kho tàng không phải lấy canh chùa, mày nghe rõ chưa? Tao đang ở chỗ giao dịch, có chuyện gì thì cứ gọi cho Diệu Hồng nha. Thằng Hào sao rồi? Nó đang ẩn nấp trong một ngôi nhà nhỏ, hình như là đang lén lút làm chuyện gì đó. Chắc là tranh thủ kiếm thêm để tư lợi riêng chứ gì. Vẫn chưa xác định. Người của tôi vẫn đang theo dõi, chưa có tin gì mới. Cái thằng chó này đã chặt một ngón tay còn chưa tưởng. Lần này làm bể chuyện, tao chặt luôn một cánh tay cho nó biết. Thằng nào đây? Lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Thằng Hào gặp lính đánh thuê để làm gì? Hình như nó đang âm mưu giết một ai đó. Nó dám làm vậy sao? Tôi nghĩ là nó dám, vì có thể nó đã hận ông Hùng, đã ra lệnh chặt ngón tay của nó. Đúng là quả vô đơn chí. Hèn gì thằng Lâm cố tình trì hoãn lại nửa tiếng, không chịu tôi gặp liền. Thì ra là chuyện này. Bây giờ thì phải sao? Trước mắt
cứ theo dõi thằng Hào, để tôi gặp thằng Lâm xong rồi tính. Đi đâu? Thằng Hào đâu? Đi nó ra đây. Thôi, đủ rồi, mày đi vô đi, tụi bay nữa. Làm sao vậy? Hả? Làm gì? Không muốn cái gì nữa đây? Tao không muốn mày mắc phải sai lầm. Mày nghĩ sao đi kiếm chuyện với thằng Hùng? Ai kiếm chuyện gì? Tôi kiếm chuyện với ai? Mày dẫn cả đám sát thủ tới đây, mày còn nói xạo với tao nữa hả? Ừ đó, tôi kiếm chuyện với thằng Hùng đó, rồi sao? Mày điên quá rồi Hậu ơi. Mày có biết là lúc nào bên cạnh nó cũng có bốn thằng hậu pháo đi cùng, vì mà tiếp cận nó là việc không tưởng. Chưa đó mày đòi xử nữa hả? Tôi biết. Nếu như ông sợ, ông đi đi, chuyện này để tôi lo, không cần phải lo đâu. Mày khùng quá Hậu ơi. Ông buông ra coi, ông đủ rồi nhá. Tôi không muốn ông dạy đời tôi nữa đâu. Không rảnh dạy đời mày. Nhưng mà mày muốn làm cái gì thì mày phải bàn bạc kỹ lưỡng với tao một tiếng chứ. Cái gì? Tụi nó dám làm như vậy hả? Chưa biết tụi nó muốn gì, nhưng lần này chắc anh phải cho tụi nó bài học. Vậy anh có định nói rõ thân phận của mình cho tụi nó biết không? Đó cũng là một ý hay, nhưng để xem tại ứng xử của tụi nó như thế nào. Em nghĩ là thằng Hào chỉ muốn chặt tay anh để trả thù anh thôi. Lỡ nó lạc đạn giết chết anh thì sao? Cả thằng Vịnh lẫn thằng Lâm đều hùa theo nó hả? Anh cũng chưa biết. Để xong chuyến giao dịch lần này anh sẽ làm rõ. Em nào có yên đâu. Ở bên này A Hải cứ gọi điện thoại tra hỏi chuyện Minh Dế hoài à. Anh nghĩ là nó có đồng minh, và thằng đó đang lẫn trốn đâu đó trong đám tay chân bộ hạ của bọn Vĩnh Lâm Hào. Dạ, ở đây em sẽ lo việc đó. Ok, cứ vậy đi. Chào chị Hồng. Chào chị. Thưa chị, mọi thứ đã sẵn sàng. Tụi bay có nhớ phải la hét cái gì không? Dạ nhớ. Dạ nhớ. Ừ. Mày muốn làm cái gì thì phải bàn bạc kỹ lưỡng với tao một tí, chứ đừng tự một mình làm như vậy. Ông định giúp tôi hả? Mày nên nhớ, cho dù mày làm bất cứ chuyện gì thì tao cũng đứng kế bên cạnh nó lúc đó. Mày mà có xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tao làm ngơ được hay sao? Vậy là ông không cản tôi đúng không? Hả? Thì lúc đầu tao tính cản, nhưng mà tới nước này còn cản gì được nữa chứ. Tôi nói thật với ông nha, cái này là tôi, tôi là tôi, không có hù nó đâu. Tôi biết khó tiếp cận được nó, cho nên tối mà gặp nó là tôi xả súng bắn chết cả lũ. Giỏi. Nếu mà như vậy, dù có 10 thằng đội đỏ đứng kế bên cạnh nó thì nó cũng nát như tương. Dĩ nhiên. Nhưng mà tao lo một điều, nếu nó xảy ra chuyện gì, còn chuyện làm ăn thì sao? Thực sự thì tao vẫn chưa nắm được cách điều hành từ A tới Z của nó. Tôi không cần biết. Nhưng lần này tôi phải lấy lại danh dự cho thằng em út này. Để rồi coi, mày cứ việc tới đó, rồi tùy cơ ứng biến. Biết đâu được thằng Hùng sẽ gặp trực tiếp mày,
mà nó không hề đề phòng gì. Ông anh của tôi mơ mộng quá rồi đó. Chuyện này để tôi lo. Mày nói nghe, ai sai tụi mày làm chuyện này? Đau đâu, nhẹ nhẹ. Nếu như không nói, tao sẽ cho từng thằng ăn viên kẹo đông. Nói, nói mau, nói. Làm sao nói? Nói không? Dạ, nói, nói. Nói nhanh. Tôi làm, làm theo lệnh của bà Hồng. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy là bà Hồng sai tụi mày giết tao đúng không? Dạ, đúng rồi. Đau đâu. Đúng không? Dạ. Tụi nó nói xạo đó. Tôi chỉ sai tụi nó hỏi cậu coi cậu có phải là đồng bọn của thằng Minh Giấy không thôi. Làm có chút chuyện mà không xong. Biến đi. Dạ. Bỏ xuống xuống đi tôi biến. Bỏ xuống xuống đi. Hai thằng bay đứng lại. Tha, tha cho bọn tôi đi. Cút đi. Dạ. Dạ. Bà nói tôi là đồng bọn của Minh Giới là sao? Cậu không biết nó là nội gián hay sao? Bà nói cái gì? Không, không thể có chuyện đó được. Ai lý bệnh giật nó lắm kia mà. Cậu không biết gì hết hay sao? Biết chuyện gì? Bà có biết là từ khi Ai Lý bị giết cho đến giờ, không đêm nào tôi ngủ được. Tôi muốn tìm cách trả thù cho Ai Lý, nhưng chưa biết bằng cách nào. Cái gì? Ý cậu nói mấy ngày hôm nay cậu nằm mê man sốt cao là vì cái chết của Ai Lý hả? Phải. Tôi đang đợi thằng Minh đi về để tìm ra hung thủ giết Ai Lý. Sau khi nó đi chuyến hàng này về, nhưng chuyến này đi mọi người đi bao lâu về? Cậu dẫn trong thằng Minh về để bàn kế hoạch trả thù cho Ai Lý hả? Phải. Bởi vì nó là đệ tử ruột của Ai Lý mà. Vậy thì cậu không cần phải chờ nó. Nó không bao giờ trở về đâu. Hả? Bà nói cái gì? Thằng Minh Dế bị xử chết cháy rồi vì nó nhận tội giết Ai Lý. Không, không thể nào. Không thể nào có chuyện đó. Tin hay không tùy cậu.
Ông Trương Hùng ở phòng số mấy? Có chuyện gì mà tới trễ vậy người anh em? Ông Hùng đâu? Có tôi ở đây rồi. Kiếm ông Hùng làm gì? Tôi hỏi là ông Hùng đâu? Ông nói là ông Hùng tới đây chờ tôi cả tiếng. Ông đâu? Đúng là ông Hùng đã tới đây cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà ông có chuyện gì gấp lắm sao? Cần phải gặp ông Hùng vậy? Không có liên quan gì tới ông. Đừng có nhiều chuyện. Chuyện của ông Hùng là chuyện của tôi. Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Ông đi đâu vậy? Điện thoại của ông Hùng nè. Ông Hùng đang ở đây à? Ông đang ở phòng số mấy? Dẫn tôi tới gặp ông Hùng. Đừng có nôn nóng quá. Cứ đi theo tôi. Tôi không có nôn nóng. Tôi có việc gấp, muốn gặp ông Hùng. Nếu như có chuyện gì gấp, mày cứ nói với tao. Mày có cấm cái miệng lại không? Tao hỏi lần cuối. Ông Hùng ở phòng số mấy? Mày bắn đi. Bắn đi. Không dám bắn thì bỏ súng xuống. Muốn gặp ông Hùng thì ngoan ngoãn đi theo tao. Cứ từ từ. Để dầu sôi lửa bỏng, tao không thể nào từ từ được. Ông Hùng đâu? Nếu như bây giờ tao nói với mày, tao là Trương Hùng, thì mày sẽ làm gì? Mày muốn gọi cho thằng Hảo? Không. Nói sao? Ông là Trương Hùng mà. Mày vẫn chưa tin tao là Trương Hùng? Phải. Tại tôi không nghĩ một doanh nhân trí tài đó chính là ông trùm Trương Hùng. Mày không tin là phải. Tôi có thể rờ mặt được không? Phó thuật hoàn hảo lắm đúng không? Nó tốn gần nửa gia tài của ông anh mày thời bấy giờ. Nhưng kể từ khi tao mang bộ mặt này và danh phận này thì tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ. Vậy thì còn thằng Trí Tài thì...